Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách tắt tường lửa. Thì đa phần chúng ta sẽ sử dụng cái hệ điều hành đó là Win10. Thì làm thế nào để kiểm tra cấu hình máy có này, xem là hệ điều hành của mình là như thế nào, thì các bạn nhấn tổ hợp phím Windows và phím R, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ dán, đây các bạn sẽ gõ cái phần này vào cho tôi, đúng không ạ? Ở trên màn hình đây. Đó, lệnh như thế này, đúng không ạ? Rồi các bạn nhấn OK thì nó sẽ ra một cái thông số, cái pop up hiển thị thông số như thế này. À, OK, à, tôi đang sử dụng Win10, đúng không ạ? RAM 16GB. Đó. Đây, đây là một số cái thông số. Rồi làm thế nào để tắt tường lửa? OK, tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành click vào đây, đúng không ạ? Click vào cái ô tìm kiếm này, các bạn sẽ gõ vào đây cái từ đó là Firewall, đúng không ạ? Firewall, và các bạn click vào đây, đúng không ạ? Firewall and Network Protection, các bạn click vào. Rồi tiếp đến thì các bạn click vào cái phần ngôi nhà đây này, Home, đúng không ạ? Nếu như cái phần tường lửa đây, đúng không ạ? Tường lửa của các bạn chưa tắt thì các bạn tiến hành, các bạn click vào, các bạn tắt thôi. Ở đây thì tôi tắt rồi, đúng không ạ? Rồi cái phần virus, cái phần virus này, nếu như các bạn chưa tắt thì các bạn có thể click vào các bạn tắt. Thì có một số bạn thì cái máy nó hiển thị ở phần này này, hiển thị phần này này, thì chúng ta chỉ cần tắt đi là chúng ta có thể sử dụng được những cái phần mềm, đúng không ạ? Đây, đây là hai cái phần mà chúng ta cần phải tắt, đúng không ạ? Phần này và phần này. OK, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.